giờ cho Phú bị nhức gan này, rồi, nghĩa anh cho ăn đồ ngọt quá bây giờ nó bị sâu ăn gan cái sưng lên nè quý vị, cho nên nó là vô tìm dì Hương để mà nhờ dì Hương cho xin miếng thuốc để thay vô cây gan. Chẳng những xin mà bà truyền luôn cái bài nghề cho chịu bài thuốc không? Cho thì nghĩa luôn được không? Bà truyền luôn chắc ăn phải không? Chắc ăn thôi, luôn. Chỉ cho bà con luôn chứ giờ bà con cũng sưng gan giống em dạ. Nhiều lắm á. Đây đây vô vô ha, anh em vô vô. Vô dì Hương. Dì Hương ơi. Dì Hương. Dì Hương. Dạ, chào dì Hương. Dạ, làm gì bà ngồi đó, bà cà cà kìa. Như cà ai vậy? Cà gì vậy? Cà làm gì vậy? Nè. Ủa bộ có ai báo cho dì hay gì? Ở trên báo thì chiếc đường cà cho con gì? Sao mà biết là thuốc làm hoài luôn, hả? Làm hoài, hết thì cứ làm dì cho bà con. Phú ơi. Châu Phú ơi, hẹn đi từ thiện gì mà lâu dữ Châu Phú. À. Hẹn gì đó mà đi từ thiện nãy giờ mà lâu dữ vậy? À, em đang tiếp thuốc. Ủa, cái gan hay gì sưng cái gì đó? Nhức gan, nhức gan, nhức gan. Trời ơi. Nhức gan hả? À, nhức gan sưng hết trơn rồi nè, sưng nú chân à. Trời ơi. Bữa nay đi hẹn đi từ thiện với mình sao nhức gan quá rồi sao? Mới lên xe tiếp thuốc. Vậy hả? Dạ. Yeah. Ở đây, trong đây dì Hương nghe nói dì Hương ở đây có bài thuốc hay lắm nè, dì Lộc. Anh Lộc anh không có thuốc rồi. Dạ. Thuốc nhức gan tự nhiên nó đau sưng lên nè. Dạ. Ừ, con uống thuốc tây chưa? Chưa chưa, đang kiếm thuốc xin ảnh. Thôi vô dì Hương đi, nghe nói dì Hương ở đây có bài thuốc gì đang hay có lắm. Có sao? Dì Hương đây làm hả? Thuốc nam không à, hay này, lắm. Này 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 quen anh sao? Trời ơi, bả là đồng đạo, bả nghe thám giảng bả ghiền rồi, bả nói bữa nào xuống có ai nhức răng nhức gì đó là xuống đây. Vậy đó hả? Ừ, bả chỉ cho. Đi đi đi. Thuốc nam hay lắm. Về nhà này hả? Ừ. Bả sức sức cho người ta. Nhiệt tâm dữ lắm. Vậy hả, làm từ thiện biết rồi giờ gắt hết trơn nè, chưa chưa lọt lên đó ha. Lo làm từ thiện không, không lo nhà cửa gì trơn. Dạ. Vô đây tôi chỉ cho. Bài thuốc dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyên gia đó. Vậy đó ha. Ừ. À, kính thưa vị. Giờ cho Phú bị nhức gan này. Rồi, nghĩa anh cho ăn đồ ngọt quá bây giờ nó bị sâu ăn gan cái sưng lên nè quý vị. Cho nên nó là vô tìm dì Hương để mà nhờ dì Hương cho xin miếng thuốc để thay vô cây gan. Chẳng những xin mà bà truyền luôn cái bài nghề cho chịu bài thuốc không? Cho thì nghĩa luôn. Được không? Bả truyền luôn. Chắc ăn phải không? Chắc ăn thôi, luôn. Vậy chỉ cho bà con luôn chứ giờ bà con cũng sưng gan giống em dạ. Nhiều lắm á. Đây đây vô ha. Anh em vô vô. Đi vô dì Hương. Dì Hương ơi. Dì Hương. Dạ, chào dì Hương. Làm gì bà ngồi đó, bà cà cà kìa. Nhức gan ai vậy? Cà gì vậy? Cà gì vậy? Gan nè. Ủa bộ có ai báo cho dì hay gì? Ở trên báo thì chiếc đường cà cho con gì? Sao mà biết là thuốc làm hoài luôn, làm hoài hết thì cứ làm cho bà con. Vậy cái này để nè thuốc sâu gan nè. Mấy ờ ngồi vậy hả? Để thuốc sâu răng nữa hả? Ừ, thuốc sâu răng. Ờ, mà may mắn dữ vậy tạng. Rồi thôi, Châu Phú nó sưng răng nè, gì hơn. Sưng răng. Nhức răng. Rồi lấy thuốc chấm chứ gì đâu. Vậy đó hai cái đó chấm vô là nó hết sưng hả vậy? Chấm vô hai lần là hết liền luôn. Trời ơi. Cái đó nói thiệt 100%. Dạ, hỏi thiệt chị nghe gì chia sẻ đừng giấu nha. Ừ. Đừng giấu. Nãy giờ có ai báo bên phần vô di Châu Phú bị nhức răng không mà gì biết gì cà sẵn cho con vậy? Dì Hương làm hoài hả? Hết thì dì Hương làm vậy hả? Mấy người bà thuốc kia người ta giấu dữ lắm, ta sợ người ta làm người ta bán hay là mắc tiền quá, người ta không chỉ. Anh Nghĩa anh nói với con gì nè, vô đây xin thuốc nhức gan, rồi xong rồi dì truyền lại cái bài thuốc nhức gan này cho con luôn, đặng con quay lên để cho bà con người ta tự trị tại nhà được không? Đúng rồi, dì Hương mà cầu như vậy nữa à, để dạ. Ừ để mà chung tay với nhau đi lo. Dạ dạ. Để cho Phú mà đó. Cho con xin chút xíu con vô chổng con chét vô gan nha. Ừ. Rồi gì chét hả? Gì chét hả cho Phú chét vậy? Bây giờ chỉ nè. Dạ. Chỉ sao? À, lấy cái bông gòn. Dạ. Chấm với dầu nước xanh. Xong rồi thuốc này nè, cắt cái ống hút ra, cắt xéo ra cái xúc thuốc gì đổ vô cái chân răng. Quấn cái miếng bông gòn, nhét cứng lại, cắn đó. Là một lát sau nó hết luôn rồi. Lạ ha. Nhưng phải chấm 3 ngày. Sáng một lần, chiều một lần. Sáng một lần, chiều một lần, sáng một lần, chiều một lần. 3 ngày như vậy thì nó mới tiệt luôn. À, nó tiệt luôn. Nhức răng hả? Bảo đảm 100%, nếu có ai mà bị tái lại. Dạ, cái này dì Hương nói về mấy ăn kẹo nó phá gì ta, mấy đứa bé nó phá à nghe. Chẳng phải anh phái, anh phá kẹo. Anh cũng phá ăn kẹo. Rồi còn nói cái này nữa nghe. Dạ. Chấm có một lần, hai lần nó hết rồi. Tưởng nó hết nhưng mà chưa. Con dạ. Sâu nó mới co rồi đó, sâu nó không còn hoạt động, thành ra nó hết nhất. Dạ. Nhưng mà nó chưa có chết. Dạ, làm sao mới chết? 3 ngày mới chết. Dạ. Mấy 6 lần là tiệt luôn, là nó chết luôn. À. Lung lai đồ hết không vậy? Lung lai là có thuốc khác, đây thuốc dạ. Lung lai đây.
Ủa, có nữa hả? Ừ. Có luôn hả? Đó. Ok, có thiệt cho bố. Đợi chút xíu hỏi được cho bố. Chỉ cái bài lung lay nó luôn được không? Chỉ luôn được. Bây giờ tiếp tục chỉ luôn nha. Từ từ đi, chỉ từ bài đi nó hay hơn. Rồi, rồi nhất mình có luôn không? Nhất mình hả? Nhất mình quá nè. Nếu mà nhất mình á. Cũng có luôn hả? Ớn lạnh á. Dạ. Là dì Hương cắt ớn lạnh, cắt xong rồi là hết liền luôn. Trời ơi. Ghê ha. Hỏi cái gì chứ nấy không phải. Bữa nay làm ăn có lý rồi. Cái đó dì Hương nói thiệt mà làm toàn bộ từ xưa tới giờ không có vụ lợi một cái gì hết. Hoàn toàn miễn phí 100%. Đó là hạnh Bồ Tát đó chứ bố ơi. Hay quá. Quên, nghe nói hay quá, giờ đau nhất quá. Trời xin mấy người cắt trước đi nha. Nhờ dì chỉ luôn nha. Đây giúp cho chồng phú một cái rồi. Hôm nay đi làm từ thiện gì ơi mà giờ nhất quá rồi đi không được. Vậy hả? Hên quá cho Phú ơi ha. Rồi con kêu quý vị kế tiếp nữa thì cho Phú sẽ giới thiệu Phú sâu nha. Sâu rằng à, hay quá. Trong vòng 3 ngày bảo đảm quý vị sẽ khỏi. Mà nếu không khỏi lại đây cho Phú thêm ngày nữa là 4 ngày. Không à. Không bảo đảm. Con phải nói bảo đảm 100%. Bảo đảm 100% hả? Ừ. 100% luôn. Nói tại vì cho vui thôi dì Hương chứ. Ờ biết sao không? Nha. Tại vì hồi đó tới giờ dì Hương cho thuốc là không có khoảng người nào hết á. Dạ. Hay quá. Thậm chí bây giờ cái chợ này là dì Hương gửi 3-4 điểm. Bây giờ chia sẻ lên rồi từ đây sắp tới là dì Hương ít làm lợi để cho dì Hương khỏe. Dạ. Vậy đó ha. Dạ. Mệt quá trời rồi. Ừ đó vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật. Hay quá. Thì kính thưa quý vị, qua đây cho Phú xin mời quý vị và các bạn đồng hành làm một cái bài thuốc chuyên trị sâu căn. Và ở đây dì Hương có bông gòn không dì Hương? Có. Có ha. Chuẩn bị dầu nước xanh với bông gòn miếng trắng ha. Rồi. Có luôn. Có luôn. Ngô Phật à. Đây là dầu mà cô Kim Đặng từ bên Mỹ gửi về nghe quý vị. Vậy hả? À, từ Mỹ luôn nha. Vậy là, cô Mai Nguyễn của thẩm cũng có. Mai Nguyễn có cho ăn chay còn để nhà, chưa đem theo, chưa xài hết. Cũng tùm lum hết nha ha. Rồi sao mà dư dốc cho thì không đưa em thế nào nha hả? Đi ghé nhà đi đưa cho ăn chay. Vậy hả? Vậy hả? Ê, thấy không? Bông gòn mà mua gì nè mà xài cho mấy phỉ nè. Rồi, vậy đó hả? Ừ. Vô. Ôi ơi, mua lần vô bông nhức răng ở đây dữ lắm hả gì? Mình ví dụ tại vì có khi người ta không có biết rồi mình phải làm cho người ta lấy cái tâm đi. Cái tâm đó. Ừ. Nghĩa có nhức đâu sẵn làm luôn anh Nghĩa. Sẵn làm luôn đi, vậy là cho Phú trước đi dì Hương ơi. Còn nhức răng gì? Cái sâu răng nha, sâu cái này chỉ u sâu nha. Sâu răng ha. Gì nhất ê răng á. Ê răng là cái này. Dạ cái này. Ừ. Kia cho con tỉnh mới rồi. Ừ, cho Phú nó cho thầy tỉnh. Gặp thầy cho ăn. Bên này tay chân là đi ấy thuốc như vậy đó. Rồi hỏi mình thấy cái Phú có quấn lại này nha quý vị. Nè, vấn bông gòn là vậy ha. Vấn bông gòn ha. Đó, vấn cục bông gòn là vậy. Cắm cái nhọn xanh vậy. Xong không, lấy cái ống hút. Cắt cái ống hút, xúc miếng thuốc. À. Ờ, giống như bây giờ. Bây giờ không có rồi, bây giờ mình nói. Bây giờ mình lấy cái viết đi vậy. Ví dụ, ví dụ. Nè nè, đó, cái viết. Rồi bắt đầu là xúc vô miếng cỡ nhiều ha. Ừ, xúc nhiều nào tốt nãy không sao hết á. À, xúc vô đổ vô chân răng. Đổ cái chân chân răng nha. Ừ. Rồi, xúc vô, giả tỉ đây là cái ống hút nha quý vị. Ừ, đó. Quý vị phải nghiêng ngang. Ấy vô nè. Nó rồi đút vô cái lỗ sau răng thôi. Đúng rồi. Rồi đút vô hút đút luôn. Rồi. Đó. Rồi, đút vô. Chấm tiếp dầu nước xanh nè. Chấm dầu nước xanh ha. Rồi nhét vô. Rồi chấm vô hả? Đút vô là gì ha? Nhét vô cái chân răng đó. Nhét vô ngay răng cây sâu ăn răng như vậy. Ừ, ngay cái lỗ đó. Rồi, cắn luôn. Cắn luôn vậy này nè các bạn. Hả? Cắn bao lâu được vậy? Cắn một đúng 1 tiếng. Một tiếng đồng hồ sao? Mà thuốc miếng mà luôn sao? Thuốc này nuốt không sao hết ha. Nuốt không sao ha. Nuốt không sao hết. Dạ. Ờ vậy là đơn giản quá hả? Ủa, dì Hương phải chỉ cách làm sao mà được hợp thuốc vậy chứ. Phải hướng dẫn luôn chứ. Có nhiều loại không nha, Hương trong đây có nhiều vị không? Bây giờ chỉ luôn nha. Chỉ luôn ha. Chỉ luôn không ha. Cái này không có giấu nghe, nhớ nè không giấu. Không có giấu gì trơn nè, bây giờ nói cho nghe nè. Bởi vậy là người ta nói mình chết nằm trong cây thuốc. Dạ đúng rồi đó, đúng rồi. Nhức răng là mà nhức để lâu ngày vài tháng nó sẽ ung thư. Dạ, cũng là con thấy. Chứ không phải chơi đâu. Con thấy ông sư á, mấy sư kỳ rồi quen đó, mình nhổ răng mà bị chết đó. Đúng rồi. Dạ, cho nên con thấy là bây giờ con quyết định đi sưu tầm những cây thuốc quý để truyền bá cho bá tánh vạn dân luôn. Đó. Dì Hương nhớ có bài nào hay nhớ truyền nghe dì Hương. Rồi. Đó. Đây nè, chỉ nha. Không có cái gì khó hết trơn. Nhưng mà tại mình không biết thôi. Tại mình không biết. Cái lá dông nem. Rồi. Cái cây dông nem. Quen quá. Cây dông nem này. Bây giờ dì Hương đại còn ghi mới được nha. Cái cây dông nem này là cái cây, phải cái cây mà cây cái lá mình trong cái nem á. Cái lá là có nem đó. Nem đúng không? Em nhớ trong cái bài thơ mà
cái cây dông đồng bên sông chưa cũng lá đó, em đi lấy chồng anh buồn quá em ơi. Cái đó là dông đồng. Dông đồng, dông đồng. Cái này dông nem. Dông nem. Cái mà em đi lấy chồng là dông nem. Ủa dông đồng chứ, dông đồng. Dông đồng. Đó đó. Còn cái này mới dông nem nè. Thứ nhất là cây dông nem hả? Lá dông nem. Lá, lá cây luôn. Lá và cây. Dông nem. Nghe đó có mối tình nào không mà em mới nói chơi cái mạnh gấu rồi hình vậy. Nói chơi mới có hai mối tình mà sao. Phơi khô, phơi khô. Dông dông nem. Chưa chưa. Lá dông nem phơi khô. Dông nem và cây luôn. Ủa cây luôn hả? Cây cả lá. Phơi khô rồi. Vậy là mình giặt cái nhánh đó đâu không? Phơi khô xong rồi vừa. Nói chung toàn thân đó đó. Mình phơi rồi. Phơi khô rồi, bắt đầu đem đốt nè, đó. Đem vào đốt. Ừ. Dạ. Ồ hay nghe, hay nghe. Đó, tán nhuyễn rồi đó, vậy thôi à, có gì đâu. Ủa tán nhuyễn mình lấy cái khói mình tán hay gì không? Mà không hay, không biết trời ơi, tội nghiệp mấy đứa nhỏ nó nhức răng nó khóc. À phơi khô. Cái thằng nhỏ ngoài đó. Đốt tán nhuyễn. Đốt tán nhuyễn. Nhỏ ngoài đó nó nhức răng hay vậy, đứng ngoài đó nó chờ đứng xin thuốc đi. Đốt răng không? Phải nói. Chúng gần gần hết rồi kìa. Tưởng hay vô bà Hương giúp cho. Bà Hương giúp cho con. Dạ, phơi khô. Đốt. Đốt tán nhuyễn. Tán nhuyễn. Đốt. À, rồi. Rồi. Đốt. Rồi. Bởi vì em phải nói tôi chia sẻ mấy rồi, bài thuốc này nhiễn. Là người ta bất ngờ hết trơn à. Vậy đó hả? Đơn giản quá ha. Bất ngờ vậy không, xong không đó hả? Có cái gì đâu. Vậy xong luôn đó hả? Đó, xong đó. Hết nữa hả gì? Vậy xong đó, được không ơi? Chị nãy giờ thấy nó cũng ổn ổn à. Ổn chưa hết chưa? Phải đọc câu giảng tặng gì hơn đó. Đó là hồi tặng đây. mà cái gai em gì em không đâu được anh Nghĩa. Rồi, vậy ai đọc vậy đây? Lâu. Thiện Nghĩa. Thiện Nghĩa đọc. Thiện Nghĩa đó hả? Nghĩa đọc hả? Vậy hả? Con cứ gán con đọc đại á. Vậy hả? Ừ, gán đọc nữa. Phải đọc vài câu chứ. Ừ, trời ơi. Giỏi quá, giỏi. Thử ha. Đọc đi. Kính thưa quý vị, do nhức gan đọc dở chứ không phải là Châu Phú đọc dở nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Qua sông nhờ được cầu Lam, tu hành nào đợi chùa Am làm gì. Bây giờ bạc lộn với chị, nữa sao lọc lại giết tầy cũng chê. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Ý là nhức răng mà còn đọc quá vậy luôn. Răng mà còn ghê vậy đó, gì hơn. Nhức răng mà hay quá. Chứ mà răng này mà ngậm cái kiểu này mà lành rồi là anh Nghĩa gớt chứ còn á. Dạ kế tiếp anh Đại Nghĩa nha. Tặng cái gì Hương Anh với tặng cho bà con nha. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Thấy công đức của dì Hương quý quá, anh Nghĩa hết sức là quý luôn nha. Xin chân thành cảm ơn dì Hương rất nhiều luôn. Cho có chị đâu đồng gạo một bài thuốc rất là hay nha. Rất là nhiều người bị là nhức răng từ Bắc vào Nam nghe. Rất là nhiều người mà dùng thuốc Tây rất nhiều mà lại bị không hết. Mà hôm nay dì Hương chỉ có 3 ngày nha quý vị. 3 ngày là hết rồi, nhưng quá tuyệt vời. Tán thán công đức dì Hương nha. Không biết nói gì hơn, xin tặng một cái món quà hết sức quý báu Đức Thầy đã viết trong sấm giảng quyển 5. Nghĩa xin tặng cho dì Hương nha. Tất cả quý vị, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ đến tội rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan gìn giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tinh hẳn hờ, chừng qua đến e cho khó
ráng phụng hành kéo phổ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chung. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên quyết cao thân tánh hành cho bền. Niềm ơn nghĩa toan đền chức nợ, ao sen bão Tây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc. Dỡ đừng cho ma dương dần dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng. Thắng thất tình giữ vẹn đạo trung, trừ lục dục chớ cho ô nhiệm. Thập tam ma diệt bằng trí kim, rứt xong rồi vô sự thành thơi. Biển hồng trần lao lý diệu vơi, xô đẩy mãi trong dòng ngũ trượt. Nam mô A Di Đà Phật. Hay quá. Nào, dì Hương nghe sao? Quá hay. Quá, quá hay. Vậy là ba mặt tới Châu Phú không dì Hương? Đây nha. Châu Phú nhất răng. Châu Phú nhất răng. Châu Phú nhất răng ha. Ừ, đúng rồi. Hồi bữa nghe cũng dữ lắm ha. Ừ. Nam mô A Di Đà Phật. Thì vâng, kính thưa quý vị, video cũng đã dài rồi. Châu Phú xin chân thành cảm ơn quý cô chú đã xem và ủng hộ kênh Châu Phú trong thời gian qua. Xin đồng kính chúc tất cả quý vị và các bạn và anh Lộc, anh Nghĩa và dì Hương có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an sẽ đem đến cho quý vị nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Đừng quên chia sẻ để bà con có thể trị bệnh tại nhà nhé quý vị. Và Nam mô A Di Đà Phật.